1001 câu chuyện. Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá lâu đài của Wednesday. Đây, đi ra một lâu đài sticker. Và đây là những cái sticker mini, gồm có rất là nhiều nha. Nào là gương, nè giường, nè wow, những quyển sách ma thuật, rồi mấy con dơi, rồi bạn Wednesday có tí xíu siêu. Trời ơi, một bàn tay khuy ghê quá, ghê quá. Rồi đây nữa nè. Trời ơi, cái gương cũng thấy ghê 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 quá. Wow, rồi mấy cái tủ, có cái thang để treo đồ nè. Rồi coi coi nè, trời ơi, có bức tranh chân cái gì á, ta vẽ cái gì á, không hiểu nữa. Wow, cũng bánh răng nữa nha, trời ơi. Ơi, có cái đồng hồ. Rồi bên đây thì có đồ ngủ, bên đây thì có đồ tắm, nói chung là cũng khá xịn. Chưa hết đâu, những người bạn của Wednesday hay cái gì vậy ta? Ôi trời ơi, cái mặt kìa. Ôi, nhìn có sợ không vậy? Á à, trời ơi, những cái con ma mà nó đi massage luôn, nó đi làm nail luôn. Chắc là Tuka sẽ, hai bạn đó sẽ massage và trời ơi, làm đẹp cho mấy con ma này hết ta. Trời ơi, siêu lạ nha. Rồi các bạn thích ăn nè. Ôi trời ơi, cái hồ bơi mà có mấy con cá này thì ai dám xuống bơi không vậy trời. Rồi, dù sao thì chúng ta cũng phải thiết kế là cái căn nhà để cho Wednesday thôi nha. Đây là phòng gì đây? Kỳ này thì mình sẽ thiết kế hơi lạ một chút nha. Vừa vô là cho phòng ngủ luôn. Rồi cái gương thần kèm theo là cái giường, cái đèn ngủ á. Bên đây thì là một cái đồng hồ, con mèo. Rồi một con dơi để canh cửa cho Wednesday ngủ nè. Hay, và tới giờ đi ngủ rồi. Cho nên là Wednesday sẽ dùng cái cây chổi này để quét một lớp phấn nè. Vừa là chổi bay, vừa có thể dùng để trang điểm nữa nha. Thôi, không nói nhiều, bịt mắt lại, rồi đọc sách đi ngủ, ý lộn. Đọc sách trước nha, ABCD. Bây giờ cờ đờ, hôm qua em đi tới trường, hôm nay em không đi tới trường nữa. Ui, mới đọc một chút xíu mà đã buồn ngủ rồi. Để cuốn sách ở đây, khi nào thức dậy thì sẽ đọc tiếp. Và đây, có một em bé dơi dễ thương cho nên là cho ngủ chung. Hay, sợ cuốn sách nó bay đi quá đi, cho nên là mình sẽ để bàn tay này ở đây để chặn nó lại. Và cũng phải có một cái bàn trang điểm chứ. Ôi, tưởng đâu là tôi không biết trang điểm hả mọi người. Đây, trên bàn trang điểm tôi còn có chứ một bông hoa này đó. Một cái bình hoa siêu dễ thương luôn, thấy rõ không? Xin chào mọi người, quay nắp đây buồn ngủ rồi thì bông hoa cũng đi ngủ, đừng có làm phiền tôi. Ok, không làm phiền, tụi tôi chỉ giúp cho Wednesday dọn dẹp và chân mấy cái đồ kiểu như là trang điểm lên nè. Là con gái thì phải xinh, Wednesday thì cũng phải xinh nha. Đó là cái đồ để đánh mắt nè, rồi dưỡng da nè, kẹp tóc nè, rồi sữa dưỡng, đồ tùm lum hết luôn nha. Nói chung là Wednesday cũng rất là chăm sóc sắc đẹp đó. Còn các bạn có chăm sóc sắc đẹp không nè? Ok, ngủ ngon nha, tôi đã trang trí phòng ngủ xong rồi. Tiếp theo sẽ đến là phòng họp. Mấy bà đừng có tưởng đâu làm phù thủy thì sung sướng nha. Làm phù thủy thì cũng phải họp, cái bàn phải ngay cửa sổ cho sáng. Và đây là bài giảng của thầy cô đồ nè. Mình sẽ trang trí ở đây để cho nhớ. Còn cái này là gì biết không? Đừng tưởng đâu là con nhện nha. Nó là con nhện đó. Nhưng mà con nhện này á, là có thể nè, gắn cái đèn lên cho sáng để mà họp. Tôi cũng biết ngồi ghế nha mấy bà. Cây chổi này á, là có thể quét nhà nè. Và để đây để học bài. Phù thủy khổ lắm các bạn ơi, thấy không? Tập sách gì mà nó cũ hết trơn à. Cho nên là tôi cũng chưng một cái chậu hoa cho nó tươi tắn lên. Hay, ngủ rồi, dậy đi nè, chúng ta sẽ đi học bài. Hay, đang ngủ tự nhiên cái thức dậy đi học bài, có ai giống mình không vậy trời? Đây nha. Đêm tới học bài nó mới hay. Đây, con dơi ở đây dễ nghe ta học bài nghe chưa? Đây, ba la, ba li, ba lô, lụm ba lô bỏ vô bô. Á, cái kỳ vậy trời. Ôi, mới thức dậy cho nên đọc hơi lộn nha. Ba la, ba lô, ba lô, ba li. Thôi mệt quá, chắc là phải đi qua phòng tắm. Đây. Làm gì thì cũng phải tắm một phát thì nó mới hú hà. Nó mới thông minh. Và đây nè nha, cái kệ nhà tắm của tôi nè. Mấy bạn thấy có xịn không? Đừng tưởng là Wednesday thì không biết xài sữa tắm đồ đâu nha. Đầy đủ hết luôn. Mình sẽ bỏ máy sấy vô, ý lộn. Làm sao mà bỏ máy sấy vô trong đó được chứ, nó sẽ hư mất tiêu. Rồi làm sao mà khó lấy chai nước sữa tắm như vậy. Rồi sau đó mình sẽ bỏ dầu cù là dầu gió vô. Ý, nóng quá, sai rồi. Không có bỏ dầu vô nha. Mình sẽ bỏ sạp bông cho nước nổi bọt lên. Ai không biết tắm thì mới tắm dơ được chứ. Hú hà. Hay, chơi trong nhà tắm thì rất vui. Và đây nha, trong nhà tắm thì còn có một cái thang à, để treo bộ đồ vô và treo cái khăn vô. Hay à, tắm xong một cái sao mà thấy nó mát chứ sợ sấy. Ôi, lạnh quá, xem một cái nghe đứt đá dễ sợ luôn. Quên chứ mình phải lấy khăn chứ, trời ơi, sao mình không thông minh. Xin lỗi các bạn nha, mình sẽ lao trước. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ mặc áo vô cho nó lịch sự.
Rồi thì mình dùng cái này để sấy tóc thôi nha. Hay là sao dạo này mình hay quên dữ vậy ta? Nhưng mà tắm xong thì thấy hơi mắc ị. Và đây, sắn liền cái bồng cầu giống người ta chứ. Nhà các bạn nhớ dỡ cái nắp lên chứ đừng có ý lên trên đây luôn nha không. Dỡ nắp lên bạn. Thư giãn một chút xíu. Và mình cũng rất là lịch sự nha. Lấy cái cây nè, che lại ha. Chị sẽ để cái thảm chùi chân ở đây. Rồi để cái chậu bông lên. Tiếp theo đó thì bên đây mình sẽ để cái lavabo rửa tay rồi nè. Còn nãy gì vậy? Ê, chậu kiển hả? Mình sẽ trang trí ở đây nha. Rồi, thêm một chậu xương rồng nữa. À mà thôi, để bên đây đi. Và còn có bàn chải đánh răng nè và kem đánh răng để ở đây. Thật là thoải mái quá đi. Rồi bấm nước nha các bạn. Mình thì cũng vệ sinh sạch sẽ rồi. Bây giờ mình đi và dặm qua đây. Rồi mình rửa tay. Rồi sau đó thì mình sẽ nặn kem vô. Rồi, đi đánh răng rồi chuẩn bị đi ăn sáng nè. Rửa. Rồi xong. Treo nó lên lại nha. Như vậy là đã xong một bữa sáng rồi. Hay cây cối đồ cũng xanh tươi lắm chứ bộ. Rồi các bạn theo mình tiếp nha. Qua bên đây là phòng ăn sáng. Trời đã sáng luôn. Và đây là cái ghế sofa mình ngồi ăn sáng nè. Người đâu bưng đồ ăn sáng lên. Có ngay có ngay, phục vụ rất là nhiều món. Có cả bánh trung thu nữa nè. Tha hồ mà ăn nha. Sẵn tiện thì tôi còn gắn cái tivi lên cho Wednesday vừa ăn sáng vừa coi tivi. Và tin tức đang chiếu về Toka Boca mở một cái xì spa. Như vậy thì ta sẽ đi xì spa của Toka Boca. Quên nữa chứ, cái tivi thì phải có cái kệ ở dưới. Và mình sẽ để giấy bút ở đây để chuẩn bị tìm đường đến chỗ Toka Boca. Và cái khăn này nha. Thôi không nói nữa, quên. À quên, phải chọc cây. Phải có một chậu cây ở đây thì nó mới đẹp chứ. Ai, cho nó gần cái chỗ của mình nha. Và bây giờ ăn cái gì trước đây? Hey, mình ăn uống rất khoa học. Cho nên là mình sẽ ăn bánh trung thu. Yummy yummy yummy. Rồi ăn một ít sushi. Hay, no quá. Và bây giờ mình sẽ thay đồ và đi đến chỗ của Toka Boca. Đây là phòng thay đồ của ta. Wow, nhìn nó rất là giống cái phòng thay đồ của Toka Boca đúng không mọi người? Đây, có đồ chưa? Chưa có đồ nha các bạn. Bởi vì đó là phòng thay đồ của Toka Boca. Còn đồ của mình thì đem theo lại như thế này. Mình sẽ đến khu vui chơi của Toka Boca. À quên, mình phải thay đồ đi chơi chứ. Đây các bạn. Các bạn ấy thay một cái đầm để đi chơi. Dĩ nhiên là phải có giày mới đi chơi được chứ trời đất ơi. Yeah, và đây là khu vui chơi của Toka Boca. Các bạn có thấy quen không? Chị đã từng làm cái bộ sticker Toka Boca. Khu này là khu BBQ nướng nè. Khu này là khu hồ bơi. Trời ơi, mặt trời giống con dịp vậy. Và đây các bạn có nhớ không? Chỗ này là để nướng BBQ. Rồi chỗ này á thì là sẽ ngồi chơi nè. Ai không nhớ cái khu du lịch của Toka Boca thì coi như xem lại đi xem. Coi như là khu du lịch của Wednesday. Có một cái gối, trái dưa nữa nè. Và chúng ta sẽ đặt cái ghế này qua bên đây để ngồi nướng thịt nha. Ôi, thịt xông khói, thịt cuộn rồi nè các bạn. Tất cả đều rất là thơm và ngon nha. Rồi một rổ bánh mì đồ nữa nè. Vậy mà nói spa gì thấy có cái gì đâu. Có ngay, chúng tôi làm dịch vụ spa ngoài trời luôn. Xin mời Wednesday vào thưởng thức. Chúng tôi sẽ làm tóc, làm nail, làm đầy đủ cho cô ngoài trời cho nó vui. Và đây là cái spa di động này nha. Có thể là xịt nước để dưỡng chân cho cô nè. Rồi sau đó là chà cái chân cho nó sạch nè. Rồi dưỡng da nè. Sau đó là chà cái da nè. Rồi rửa mặt rồi lau. Rồi xong nhiệm vụ của cái xe rồi, nó sẽ đi qua. Tiếp theo thì cô sẽ được dưỡng da này nha. Đây ha, cô có thể là, đây các bạn xem nha. Đây, mở ra. Đắp mặt nạ dưa leo cũng như bao người thôi. Đó, đắp mặt nạ dưa leo vô. Đó, rồi cất đi nè. Sau đó thì cái này là gì đây? Ôi trời ơi, một cái mặt nạ như thế này. Đó, rồi sau đó thì dưỡng môi. Đây nha. Cái môi nhỏ thì xài cái môi nhỏ nha. Rồi, như vậy là xong nhiệm vụ với cái kệ rồi. Cái kệ sẽ đi. Nhưng mà đắp như vậy thì đã ok chưa? Liêu, đắp gì mà kỳ cục quá. Để tôi sẽ đắp lại cho nha. Tôi là nhân viên của spa của Toka Boca nè. Hay, ai mà đắp như vậy chứ? Mình phải đắp cái mặt trước. Sau đó thì mình đắp hai con mắt. Đây. Rồi, thì mình đắp cái miệng lên. Như vậy nè, mới đúng. Con gái con đứa gì không có biết sửa soạn gì hết à. Hay, bạn ấy là Wednesday đó. Bạn ấy rất là hung dữ đó. Sao bạn lại chơi với bạn ấy vậy chứ hả?
đừng có giúp bạn ấy nha. Chuyện gì vậy chứ? Tại sao lại không thể giúp đỡ tôi cơ chứ? Hả? Ai vậy? Là ai vậy? Là bạn hả? Được rồi, đây, chính thức thì tôi sẽ bắt bạn đi. Sau đó hả? Đây, cái tủ này không có đồ nhốt bạn vô. Mình cũng có sẵn dây nè, trói bạn lại. Hả? Đừng có ở đó mà nói là không giúp Wednesday nha. Cẩn thận nghe chưa? Wednesday thì sao chứ hả? Wednesday này phiên bản rất là dễ thương nghe chưa? Tôi cực kỳ dễ thương và hiền hậu tại bạn thôi. Được, đáng ghét. Còn bạn đã giúp đỡ mình, cho nên mình sẽ kết bạn với bạn, mình sẽ dẫn bạn đi bơi. Nhưng tôi là nhân viên của cái khu này mà, cái khu nghỉ dưỡng Toka Boca mà, tôi tự bơi được, khỏi cần bạn dẫn nha. Đây, hồ bơi có sẵn này nè. Tẩm gì chứ, dám từ chối tôi hả? Tôi thả cá xuống. Sợ quá. Vậy là bạn này đang vui thì chuyển qua khuôn mặt hốt hoảng. Trời ơi, sao lại có con cá thấy ghê vậy? Sau đó chuyển qua khuôn mặt xanh mét. Tôi sợ quá rồi. Bạn ơi, bắt con cá đó lên giùm mình đi. Mình hứa sẽ không nói như vậy nữa. Ok, bắt con cá này dễ ợp mà. Hồ biết. Rồi, làm bạn với mình đi nha. Ok, bạn Wednesday là số 1. Đây nè, mình có chuẩn bị bàn trà để mình ngồi uống trà. Và có cả một cây dù để che cái ông mặt trời này lại. Xin mời bạn Wednesday ngồi uống trà. Mà cho mình hỏi thật sự bạn đã bắt con cá đó lên chưa vậy? Đây nè, mình đã bắt một túi ở đây nè, tặng bạn làm kỷ niệm. Gì chứ, kỷ niệm với mấy con cá này hả? Thôi, sợ quá. Hay sợ, cái gì cũng sợ hết. Rồi đưa đây cho tôi. Ủa, mà nguyên một cái khu như vậy không có ai hết ngoài bạn hả? Có, để mình kêu mấy bạn đó tới chơi. Kêu đây. Và đây là hai người bạn của mình. Hai người bạn đó bơi rất là giỏi luôn nha. Bẩm rất đã. Hết, có cái phao con vịt nữa nè. Thích quá. Hai bạn không xuống bơi à, vui lắm. Ôi, thôi được rồi, mình ngồi trên đây để chơi với Wednesday. Mấy bạn bơi đi, mình không thích bơi. Chắc là không biết bơi. Không biết bơi thì nói không biết bơi đi. Còn bạn đặt nói là không thích bơi. Liêu. Dám liêu liêu tôi hả? Được rồi, xem nè. Thả cá xuống. Trời ơi, cá gì mà ghê vậy nè. Và hai bạn này cũng đổi qua vẻ mặt hết sức là hoảng sợ. Sau đó thì chuyển qua cái mặt xanh lè muốn đái trong quần luôn á. Trời đất ơi, thôi bơi gì nổi nữa mà bơi chứ, lên bờ lẹ lẹ đi, cứu tôi. Ai da, đừng có cắn tôi. Trời đất ơi, sợ quá. Trời thích chết nhé. Nhát cái gì mà nhát, nhìn con cá coi thì ghê quá. Người ta đẹp như thế này mà biểu là ghê. Ôi đúng rồi đó, các ngươi nhìn lại đi, tao có bộ răng nhọn rất là đẹp luôn. Ôi vậy mà dám nói thấy ghê. Xuống đây coi chừng tao cắn đó. Ba mẹ ơi cứu con. Trời ơi, đời chết nhát. Và cuối cùng cả ba bạn này quá sợ và đã bỏ chạy. Chạy mất tiêu luôn. Các bạn nghĩ sao về bộ sticker ngày hôm nay của Wednesday? Rất là thú vị đúng không? Cô này cuối cùng không có ai chơi được hết trơn luôn á. Duy nhất chỉ còn một người này thôi. Tôi chói bạn ở đây để bạn sẽ làm bạn của tôi mãi và mãi mãi. Các bạn, ai thích làm bạn của tôi không nè? Có ai thích làm bạn của tôi không? Nhà tôi có đồ ăn, có tivi, rồi có đầy đủ luôn nha. Đặc biệt là một cái giường siêu xịn sò. Đi chơi về, leo lên đây ngủ là nó quá tuyệt vời luôn. Và các bạn nghĩ sao? Nếu thích thì đừng quên cho chị một like và một đăng ký thành viên kênh. Hôm nay lấy một câu chuyện nhé. Đừng quên xem thử coi là có muốn làm bạn của Wednesday không thì comment liền ở phía dưới nha. Ok, bye bye. Chúc các bạn đi đến khu nghỉ dưỡng của Toka Boca và đừng bao giờ gặp những con cá như thế này nha. Hai đồ ăn ngon, spa xịn sò, nhưng hồ bơi lại có con cá như vậy và tủ quần áo thì lại có người bị nhốt. Trời ơi, chắc là ghê lắm luôn đúng không nè. Thật ra chỉ là thích cơ thôi, có gì đâu mà ghê chứ. Trời ơi, đây một đi kem nè. Yummy, mời các bạn nha. Bye bye.